Cái video này thì chúng tôi thực hiện tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ xây dựng và trang trí nội thất Nguyên Nguyên Vũ, một nhà thầu chuyên về nhôm kính cũng rất là chuyên nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Hiện nay đây là cái thông tin số điện thoại. Giám đốc công ty là anh Trần Phú, quý vị có thể liên hệ số điện thoại này. Địa chỉ là 18 đường D9, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, cũng nằm ở gần cái khu công nghiệp Tân Bình. Chúng tôi để lại thông tin như này để khi mà quý vị có nhu cầu về nhôm, kiến các loại, từ cái việc cung cấp cho đến gia công lắp dựng thì có thể liên hệ và ủng hộ các đơn vị đã tạo điều kiện cho chúng tôi làm một số cái video để mà hướng dẫn các anh em thi công cũng như các chủ đầu tư các cái công trình từ nhỏ cho đến lớn đang có nhu cầu về nhôm kiến để phục vụ quý vị. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến kênh Kho Tư liệu Xây dựng cũng như là quan tâm đến video này. Quý vị có thể bấm đăng ký kênh để được chúng tôi cập nhật liên tục những video mà chúng tôi quay được từ thực tế các công trình liên quan đến lĩnh vực xây dựng, rồi post lên kênh hàng ngày để phục vụ quý vị.